Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Câu chuyện văn hóa Phật giáo Việt Nam trên kênh Phật sự Online TV. Đây là chương trình tọa đàm sẽ nói về văn hóa Phật giáo Việt Nam thể hiện ở 4 nội dung: kiến trúc, di sản, ngôn ngữ và pháp phục. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý vị Phật tử kính mến. Chặng đường 35 năm hình thành và phát triển với nhiều thăng trầm, đến nay thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc hoằng dương chánh pháp, làm cho đạo Phật trở nên có sức sống mạnh mẽ hơn trong lòng của dân tộc. Văn hóa Phật giáo Việt Nam là một vấn đề hết sức sâu rộng, và để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã triển khai đề án định hướng đặc trưng sắc phục, kiến trúc, ngôn ngữ và di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam thông qua hội thảo Văn hóa Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đó là những vấn đề hết sức thiết thực mà mỗi chúng ta cần lưu tâm. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý vị Phật tử kính mến, trong buổi tọa đàm ngày hôm nay thì chúng con rất là vui mừng chào đón Thượng tọa Thích Thọ Lạc, là Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, quyền trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dạ, con kính bạch Thầy, con được biết rằng là chiều hôm nay thì Hội nghị Thường trực Hội đồng Trị sự đã chính thức suy cử Thầy làm quyền trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và nhân sự kiện này thì Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và kênh Phật sự Online TV có một lãng hoa tươi thắm để gửi đến chúc mừng Thầy ạ. Dạ, và con xin mời Hòa Thượng Thích Tấn Đạt là Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, thay mặt Ban Hoằng pháp Trung ương sẽ gửi lãng hoa này đến Thầy ạ. Mình công đức Hòa Thượng, ngày viện dự quá được Hòa Thượng đến chúc mừng. Chúc mừng. Cảm ơn Hòa Thượng. Cảm ơn Hòa Thượng. Dạ, con cảm ơn Hòa Thượng. Cảm ơn Hòa Thượng. Cảm ơn Thầy có nhiều. Dạ. Đẹp. Dạ, và con xin kính mời Đại Đức Thích Quảng Tiến là Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, thay mặt cho Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương cũng sẽ gửi đóa hoa đến cho Thầy ạ. Dạ, chúng con cũng xin được trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Minh Nhẫn là Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổ trưởng Tổ thông tin truyền thông Văn phòng 2 Trung ương, đại diện Ban điều hành kênh Phật sự Online TV cũng sẽ gửi đóa hoa tươi thắm đến cho Thầy ạ. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn tọa. Bây giờ quá. Cảm ơn tọa nhận. Vinh dự. Chúc mừng. Cảm ơn tọa. Dạ, chúng con cảm ơn thầy. Dạ, vừa rồi là đại diện các đơn vị Phật giáo đã gửi lãng hoa chúc mừng đến thầy. Còn bây giờ thì chúng con cũng rất là nao nức để có thể trò chuyện với thầy về cái đề tài của ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính bạch thầy là sau khi Đại hội Phật giáo Toàn quốc nhiệm kỳ 8 thì tổ chức từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 11 năm 2017 tại thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Và vào ngày 12 tháng 6 năm 2018 thì Hòa Thượng Thích Thiện Nhân là Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký quyết định phê chuẩn nhân sự của Ban Văn hóa Trung ương. Với thành phần nhân sự mới trong nhiệm kỳ 8 này thì con cũng xin Thầy hoan hỷ giới thiệu một số nội dung trọng yếu sắp tới mà Ban sẽ nỗ lực thực hiện. Sau khi Đại hội Phật giáo lần thứ 8, 2017-2022, thì ngày 12 tháng 6 năm 2018 thì Hòa Thượng Chủ tịch Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chính thức ký quyết định cho thành lập các cái ban ngành viện trực thuộc Trung ương. Riêng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì có 97 thành viên, trong đó là 40 vị thành viên trong Ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Do Hòa Thượng Thích Trung Hậu là trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và chúng tôi cũng như là Hòa Thượng Thích Hải Ấn là Phó Ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng 13 vị Phó Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Rất là không may mắn cho Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sau khi Đại hội Phật giáo lần thứ 8 thì cách đây
hơn một tháng thì Hòa Thượng Trường Ban Thích Trung Hậu đã thuận thế vô thường, Hòa Thượng đã trở về cõi vô tung bất diệt. Hòa Thượng đã chính thức viên tịch hôm qua là cái ngày tưởng niệm ngày tuần trung thất của Hòa Thượng. Và hôm nay thì Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Phật giáo Việt Nam cũng đã có phiên họp để kiện toàn những nhân sự của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi cũng rất là vui mừng được Hòa Thượng Chủ tịch cũng như là trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm nay đã đề cử giao cho chúng tôi nhiệm vụ là quyền trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để tiếp tục cái sự nghiệp của Hòa Thượng Thích Trung Hậu. Kế tiếp cái chương trình hoạt động của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có lẽ là cái nhiệm vụ quan trọng các cái chương trình hoạt động từ nhiệm kỳ trước, đặc biệt là bốn cái đề án mà đã được Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà đích thân là Chùa Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ký cái quyết định phê duyệt bốn cái đề án định hướng đặc trưng văn hóa Phật giáo Việt Nam về bốn cái khía cạnh, đó là di sản, ngôn ngữ, pháp phục và kiến trúc, trên tinh thần là văn hóa Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Thì có lẽ là đây là cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng mà Ban Văn hóa vẫn phải tiếp tục duy trì và tiếp tục triển khai trong cái nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên ngoài bốn đề án ra thì hoạt động liên quan khác, nhưng mà có lẽ là cái hoạt động trọng tâm, các hoạt động trọng yếu của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà khóa trước đang thực hiện được một số công việc, có lẽ khóa này lại tiếp tục phải thực hiện. Thưa Thầy, với bốn cái đề án mà định hướng như là rồi ngôn ngữ, kiến trúc và di sản như vậy, thì Thầy có thể cho chúng con biết được rằng là cái ý nghĩa cũng như là hiệu quả, cái lợi ích mà mình có được từ cái những cái đề mục mà mình đã đặt ra. Nhận thức được cái việc, thưa chị, thì Phật giáo thì là xuất phát từ Ấn Độ, nhưng mà Phật giáo truyền đến quốc gia nào thì Phật giáo nó đều có cái nét đặc trưng văn hóa riêng của cái quốc gia đó. Như chúng ta thấy rằng một số các cái nước Nam truyền thì họ cũng có cái nét đặc trưng riêng, Trung Quốc họ cũng có nét đặc trưng riêng, và nói như là bên Hàn Quốc và Nhật Bản và các cái nước trên thế giới khi tiếp thu được cái tinh thần, cái sự truyền giáo của Đạo Phật vào trong đất nước người ta đều có cái nét văn hóa đặc trưng riêng của người ta, về ngôn ngữ, về sắc phục, rồi về kiến trúc cũng như là về di sản. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng lên như thế. Khi người ta nhìn thấy kiến trúc của Trung Quốc, người ta biết ngay đây là kiến trúc của Trung Quốc. Nhìn thấy cái sắc phục của các tu sĩ ở Trung Quốc, người ta biết ngay là cái vị này đến từ Trung Quốc. Và khi nhìn đến các cái vị tu sĩ ở Hàn Quốc hay Nhật Bản hoặc Thái Lan, Sri Lanka, người ta đều nhận diện ra các sư đến từ các quốc gia đó. Còn riêng Việt Nam mình thì cũng bị ảnh hưởng sâu đậm bởi cái văn hóa Trung Quốc. Tuy nhiên thì Phật giáo thì truyền từ Ấn Độ sang Việt Nam bằng hai con đường, là con đường thủy cũng như là con đường bộ. Nhưng mà khi mà Phật giáo tiếp thu Phật giáo từ Ấn Độ truyền thẳng đến đây thì là có mặt trước Trung Quốc. Nhưng mà sau khi đi vào từ đường bộ truyền từ Ấn Độ sang Trung Quốc thì Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ hơn Việt Nam thời kỳ lúc bây giờ. Nhiều tư tưởng văn hóa của Phật giáo Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi cái tinh thần tư tưởng cũng như là văn hóa nét đặc trưng của Trung Quốc. Cho nên có nhiều cái nếu chúng ta không tìm ra một cái nét đặc trưng riêng của Phật giáo Việt Nam thì khi mà đi hội nhập quốc tế, đi ra nước ngoài thì nhiều người ta gặp các sư Việt Nam thì người ta cũng nhầm tưởng đó là các sư từ Trung Quốc đến. Thì đây chúng tôi khi mà đi ra nước ngoài chúng tôi cũng bắt gặp rất nhiều những trường hợp tương tự như thế này. Chúng tôi nghĩ rằng với cái sự chỉ đạo của Hòa Thượng Chủ tịch cũng như là Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thì cũng mong muốn rằng Phật giáo Việt Nam kế bảo tồn, kế thừa, phát huy cái nét đặc trưng riêng của Phật giáo Việt Nam về bốn cái khía cạnh này. Tôi cho rằng đây là một cái ý tưởng hết sức có ý nghĩa, và đặc biệt là vinh dự cho Ban Văn hóa đã được Hội đồng Trị sự và Hòa Thượng Chủ tịch đã giao cái nhiệm vụ là triển khai bốn cái đề án này. Thì cái bốn cái đề án này đã được xây dựng từ
từ khóa trước cho đến bây giờ, mà có lẽ khóa này tiếp tục phải triển khai tiếp theo như bốn cái đề án này. Đúng là Phật giáo thì truyền từ Ấn Độ đến và cũng ảnh hưởng văn hóa từ Trung Quốc đến. Nhưng mà các tổ của mình ấy, cũng có thời kỳ các tổ đã tiếp thu nó và có cái sự lựa chọn và tạo cho nó một cái nét văn hóa đặc trưng riêng, có cái tư tưởng riêng như là cái thời Trần Phật Hoàng Trần Nhân Tông, rồi các cụ là người tiếp thu những tư tưởng của thiền sư Tỳ Đa Na Nhu Cương Chi này, Vô Ngân Thông Thảo Đường, nhưng mà tiếp thu cái tinh thần đó, nhưng mà rồi các ngài biến thành một cái tinh thần riêng, cái tinh thần dân tộc riêng, kể cả về mặt kiến trúc, kể cả về mặt sắc phục ngôn ngữ cũng có cái nét riêng, mặc dầu mình tiếp thu nhưng mà mình có cái nét riêng của nó. Nó đã được hình thành từ cách đây rất nhiều năm về trước, là chiến tranh loạn lạc, rồi nhiều người cũng không để ý đến cái vấn đề là cái nét đặc trưng riêng này. Rồi dần dần như chúng ta thấy rằng hầu như các sư, đại đa số chúng tôi nhìn thấy các sư gần đây là cũng mặc cái áo của Trung Quốc. Vì do cái hội nhập của thời đại đến rất nhanh rồi, mà cái kiểu dáng cũng như là cái mẫu mã rất là phong phú, cho nên các cái pháp phục của Trung Quốc cũng đã tràn lan sang Việt Nam. Mà chúng ta ngược lại, chúng ta nhìn thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều các tu sĩ của mình đang sử dụng các cái pháp phục mang hình dáng của Trung Quốc. Cho nên là đây cũng là một cái điều mà chúng ta, nếu mà chúng ta không định hình cho nó, không định hướng cho nó, thì cái ngày tương lai không xa thì có lẽ là có nhiều người không từ nước ngoài đến thì chắc chắn là cũng không nhận diện là mình là người Việt Nam hay người Trung Quốc. Nhiều khi con là Phật tử, con đi thì con cũng thấy rằng là qua bên Trung Quốc thì cái màu sắc áo, rồi cái cách mà mọi người mặc y áo đó, cái dạng nó cũng giống như quý thầy ở bên Việt Nam của mình. Thực sự là tụi con cũng không có nhận ra được. Thì thưa thầy là giống như đợt thời gian trước thì nói về vấn đề mà văn hóa Phật giáo của mình thì cũng có rằng là hạn chế những cái con sư tử, những cái con lân gì đó thầy. Ở trước cái chùa con thấy rằng là để thay đổi về cái vấn đề đó là cũng cả một quá trình rất là khó khăn, rồi lời ra tiếng vào, rồi có cái thành phần đồng ý, có những người người ta không đồng ý, người ta cũng lên tiếng vào ngay trong Phật giáo của mình luôn. Thì con thấy để mà thực hiện bốn cái hạng mục này cũng là rất khó. Không biết rằng là thầy có thể chia sẻ cho chúng con những cái khó khăn mà mọi người đã định hình trước và cũng như là những cái khó khăn đang gặp phải khi mà triển khai cái bốn hạng mục này không ạ? Cái khó khăn nhất là chúng ta được tiếp thu cái nền văn hóa hội nhập từ các nước trên thế giới. Nó đã bây giờ nó do cái tinh thần hội nhập của thời đại cho nên là các nước đến với nhau một cách rất dễ dàng. Và thậm chí họ đến nước nào thì họ cũng mong muốn là họ cũng có được ảnh hưởng cái nét văn hóa của họ đến với một quốc gia khác. Đấy là một cái tâm lý chung là như thế. Cho nên là chúng tôi nghĩ gần đây là cũng có một cái số cái như chị nói nãy nói về các cái linh vật đấy, linh vật gần đây người ta nói là linh vật ngoại lai, linh vật từ Trung Quốc đến, là linh vật từ các nước nọ nước kia đến, nó không phải là cái con linh vật truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Đấy cũng là một cái mà đúng là tinh thần các cái linh vật của Phật giáo Việt Nam, như là những cái con linh vật mà thể hiện rất rõ nét ở cái những các cái chùa, như là chùa Phật Tích này, chùa Tây Phương, những cái đó là hoàng cung ngày xưa ấy, thì là cái linh vật của mình nó khác. Linh vật mà được trưng bày ở trong nhà chùa thì nó đối với con linh vật của Phật giáo Việt Nam nó cũng trở nên hiền hòa rồi. Từ vì tiếp thu cái tinh thần từ bi của đạo Phật cho nên tất cả các con linh vật, mặc dầu nó là con sư tử hay là con hổ, con thú dữ, nhưng mà khi đến ngồi ở trên cái không gian của nhà chùa thì con linh vật đấy nó đã trở thành một cái con đã được tiếp nhận cái tinh thần từ bi của đạo Phật, nó hiền hòa, dễ thương, thân thiện với con người và thân thiện với môi trường. Đấy là cái con linh vật. Rồi còn đối với này, pháp phục của chúng ta cũng thế, về kiến trúc cũng thế thôi, ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ. Ngôn ngữ cách đây thì mình bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc rất nhiều năm, là Trung Quốc đã ở bên đất nước Việt Nam hàng cả ngàn năm, cái kênh chỉ một ngàn năm, cho nên ít nhiều cái ngôn ngữ của Trung Quốc đã ảnh hưởng rất sâu đậm bởi
cái ngôn ngữ của Trung Quốc, cho nên đại đa số là chúng ta vẫn là đang là sử dụng hai ngôn ngữ chính truyền từ Ấn Độ sang thì bằng cái ngôn ngữ Pali và Sanskrit, còn ngôn ngữ truyền từ Trung Quốc sang thì ảnh hưởng cái Hán Tạng. Dạ. Cho nên chữ Nho vẫn là cái ngôn ngữ mà ảnh hưởng rất là lớn đối với lại dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung, và đặc biệt là Phật giáo Việt Nam chúng ta. Các tạng kinh cũng nằm ở trong cái tạng kinh chữ Hán rất là nhiều, cho nên kể cả những cái kinh sách bằng chữ Hán cũng nhiều. Rồi thậm chí chúng ta nhìn ở những các cái nơi mà trang trí ở trong từ viện, các cái hoành phi, cô đối, cửa phóng đều trang trí bởi những cái chữ Nho. Còn đối với này chúng ta bây giờ thì hầu như chúng ta rất là ít người, hiếm hoi có những người là hiểu về chữ Hán, cho nên những các cái hoành phi câu đối và những các cái kinh điển bằng chữ Hán này thì hoàn toàn chúng ta không có hiểu được ý nghĩa của nó. Mà thực ra thì đối với đạo Phật ấy thì là ngôn ngữ nó chỉ là một chìa khóa thôi, nó là một cái chìa khóa để cho chúng ta đi sâu tìm hiểu về cái tinh thần tư tưởng lối sống của Đức Phật thôi. Còn ngôn ngữ nó không phải là cứu kính. Có nhiều người cho rằng ngôn ngữ là chữ của Phật, chữ của Thánh. Cái đấy thì do chúng ta tôn trọng cái chữ Hán quá, chữ Pali quá thì chúng ta đề cao nó. Nhưng mà thực ra thì ngôn ngữ nó chỉ là một cái chìa khóa này. Nó mở cho chúng ta có một cánh cửa để chúng ta khám phá cái tinh thần tư tưởng của Đức Phật. Thôi chứ nó không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà nếu cái thời đại bây giờ mà chúng ta không biết chữ Hán mà chúng ta vẫn sử dụng chữ Hán tràn lan như vậy thì chắc chắn là cái sự truyền giáo của Phật giáo Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Tức là cái tiếp thu cái tinh thần của Đức Phật cũng sẽ bị giảm kém đi. Cho nên chúng ta cũng cần phải có cái sự thay đổi về mặt ngôn ngữ. Người Việt chúng ta nên sử dụng cái chữ quốc ngữ để cho mọi người có thể hiểu một cách dễ dàng, tiếp thu một cách dễ dàng cái tinh thần tư tưởng lối sống của đạo Phật để họ ứng dụng vào trong đời sống của họ, để hoàn thiện nhân cách cũng như là họ ứng dụng tu hành thì nó lợi ích hơn. Nói tóm lại là Phật giáo, các tu sĩ của Phật giáo nói chung, kể cả các nước Nam truyền Phật giáo và Bắc truyền Phật giáo, thường là các cái lễ phục là sử dụng bằng cái vải vàng. Có ba cái vải màu vải hoại sắc chính, đó là cái màu vàng, màu nâu và màu lam. Thì đấy theo quan niệm của Phật giáo là cái áo hoại sắc. Nó được hình dung như là cái màu lam nó được hình dung như là một cái đất rất non. Rồi cái màu vàng thì khi mà cái đất nó non đó đưa lên mà phơi nắng một thời gian thì nó trở thành vàng, và phơi nâu thì nó trở thành nâu. Cho nên là đối với Phật giáo thì xuất phát nên là cái ý tưởng là theo tinh thần của Đức Phật là sử dụng, các tu sĩ phải sử dụng các cái pháp phục là với cái màu hoại sắc. Cho nên là đối với này Phật giáo Nam Tông ấy thì người ta lấy cái màu vàng là chính đây, như Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Campuchia, rồi Myanmar thì người ta quấn y, rồi cái màu vàng của ta là chính. Nhưng mà đối với Phật giáo một số nước Bắc truyền như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Hồng Kông, với này Malaysia, Singapore thì ảnh hưởng về Bắc truyền nhiều. Thì lấy ba cái màu hoại sắc, đó là màu vàng này, màu nâu này, mà màu lam này. Nhưng mà thực ra thì đối với này Phật giáo Việt Nam chúng ta ngày xưa các cụ cũng đã định hình cho nó cái màu cái màu vàng, mà vàng đây nó có rất nhiều các cái màu vàng khác nhau. Nếu mà nói màu vàng chung chung như vậy thì rất là khó phân biệt. Cho nên có, nếu mà chúng ta không định hình ra một cái màu mà nó cố định và mang cái quy định của giáo hội thì chắc chắn là cái màu vàng đấy nó sẽ rất là phong phú. Cũng là các tu sĩ, các thầy Việt Nam thôi, nhưng mà ngồi 10 thầy, mỗi thầy mặc một cái màu áo cũng là vàng thôi, cũng là vàng thôi, nhưng mà vàng là khác nhau. Cho nên đối với này Ban Văn hóa đưa ra một cái ý tưởng là mình chọn cái màu vàng đất, màu vàng đất và màu nâu nâu, màu nâu của củ nâu ấy. Ngày xưa các cụ hay nhuộm cái củ nâu, đây là nâu, là nâu nâu, hay là các cụ thường gọi nó là nâu sồng. Nâu sồng khác với lại nâu đỏ đúng không thầy? Không, khác nâu đỏ. Có rất nhiều loại nâu, nhưng mà nâu nâu là nâu của củ nâu. Ngày xưa là truyền thống của các cụ chúng ta là thường dùng cái củ nâu để mà nhuộm vải cho các thầy. Đấy, cho nên là chúng ta dùng cái nâu hay gọi cái danh từ chuyên môn gọi là nâu sồng. Còn cái màu lam thì chúng ta dùng cái màu lam khói hương.
Giống như là cái khói hương vậy. Cái lam đó là cái lam mà chúng ta đang chọn. Mà chính là ban văn hóa đang lựa chọn ba cái màu. Màu vàng là vàng đất, còn nâu là nâu nâu hay gọi là nâu sồng, nâu sồng. Đấy, còn màu lam khói hương. Có nghĩa là cái màu nó cũng sẽ có liên quan đến cái chất liệu vải, cái loại vải. Thì cái đó mình có phân chia xác định rõ cái loại có vải là chất vải hay? Chất vải thì nó là chất liệu vải thì nó lại là một khía cạnh khác. Còn màu thì khi mà chất liệu vải thì nó thế này, khi mà chúng ta quan tâm đến cái pháp phục Phật giáo Việt Nam thì chúng ta quan tâm đến hai cái khía cạnh. Một là cái chất liệu vải, hai nữa là màu sắc. Chất liệu vải từ vì là đất nước của chúng ta, khí hậu của đất nước Việt Nam chúng ta thì có nơi thì nóng, có nơi thì lạnh. Như miền Bắc ấy thì là có bốn mùa, mùa đông rất là lạnh. Cho nên chúng ta cũng phải dùng cái chất liệu và cái chất vải như thế nào để cho nó đủ ấm. Có thể nó dày hơn. Nhưng mà đối với mùa hè thì chúng ta cần phải sử dụng cái chất liệu nó mỏng hơn mà nó mát hơn. Và như là các quý thầy ở phía miền Nam ấy thì là chịu ảnh hưởng của nóng nắng nhiều. Cho nên các thầy cần phải sử dụng những cái chất liệu nó mát, nó mềm mại, nó mát. Thường không phải như là chúng ta ở tại gia, các thầy mặc mấy lớp thường phục này, rồi áo hầu này, mặc áo pháp này. Cho nên là các thầy mặc rất nhiều lớp như vậy. Ba lớp rồi. Cho nên là khi mà mặc mà nếu mà cái chất liệu mà nó không có đủ độ mát ấy thì rất nóng đối với các thầy khi mà các thầy hành lễ. Đấy, cho nên là cái chất liệu cũng hết sức quan trọng. Chất liệu chúng ta cũng có thể đưa ra nhiều cái chất liệu khác nhau. Chất liệu mát này, ứng dụng cho mùa hè này, chất liệu có thể sử dụng cho mùa xuân, mùa thu và chất liệu sử dụng cho mùa đông. Cho nên cái chất liệu, đối với chất liệu chúng ta cũng cần phải có cái sự lựa chọn như vậy để thích ứng với này các cái sử dụng của các tu sĩ của mình, các cái khí hậu khác nhau thì nó phù hợp. Còn đối với này màu sắc thì chúng ta nên lựa chọn ba cái màu này. Cũng là cái màu hết sức truyền thống. Chúng tôi cũng đã cùng với ban văn hóa cũng như là một số các nhà nghiên cứu cũng đi khảo sát và tìm hiểu. Trước đây là Phật giáo của chúng ta, cách đây là hàng trăm năm, các cụ cũng đã xác định cái màu vàng là màu vàng đất rồi. Đấy, ở trong một cái văn kiện nên là các cụ cũng đã xác định cái màu vàng là vàng đất rồi. Cho nên khi mà chúng ta xác định một màu vàng thì khi chúng ta mặc lên thì trông nó rất trang nghiêm, rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Màu lam cũng thế, màu nâu cũng thế. Cho nên vấn đề quan trọng là cái màu sắc cũng hết sức quan trọng. Nó phù hợp với lấy cái luật của Đức Phật, đó là chúng ta sử dụng cái chất liệu đấy, cái màu sắc đó là cái màu sắc hoại sắc. Nhưng mà cái màu vàng ấy, chúng ta nên có một cái sự lựa chọn cho cái màu vàng đặc trưng của Phật giáo Việt Nam. Cũng như là nãy chị nói là Phật giáo Trung Quốc với Phật giáo Việt Nam chúng ta có rất nhiều những các cái nét tương đồng. Tức là cái áo cũng có nhiều cái kiểu dáng cũng giống nhau, màu sắc cũng giống nhau. Nhưng mà như tôi nói ví dụ như là Phật giáo Malaysia, nó cũng ảnh hưởng cái kiểu dáng của các tu sĩ của Trung Quốc, pháp phục của Trung Quốc. Nhưng mà họ chọn cái màu vàng, như cái màu vàng nó sẫm hơn. Nó sẫm hơn. Cho nên là khi ta mặc đồng loạt như vậy, khi đi hội nhập quốc tế thì ra nước ngoài cái là người ta nhìn cái màu áo đấy, người ta vẫn là nhận diện là đây là sư của Malaysia chứ không phải là sư của Trung Quốc. Còn đối với chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta đi ra hội nhập quốc tế mà nếu chúng ta chọn cho chúng ta có một màu sắc riêng mà thống nhất tất cả các tu sĩ, chúng ta lên lấy một cái màu vàng thống nhất, như là cái màu vàng này là cái màu mà đã thông qua rất nhiều các cái buổi tọa đàm hội thảo và đã thông qua những các cái kỳ thẩm định, hầu như là các chư tôn đức giáo phẩm giáo hội Phật giáo Việt Nam đều lựa chọn cái màu vàng này là cái màu vàng là chuẩn để thực hiện cho pháp phục quốc lễ và quốc tế lễ của Phật giáo Việt Nam. Khi chúng ta có một cái màu sắc nó thống nhất như vậy thì chúng ta mặc một đồng loạt như vậy thì khi chúng ta lên làm lễ rất là trang nghiêm. Thứ hai là khi chúng ta hội nhập quốc tế là chắc chắn người ta nhìn cái màu vàng này, tôi biết ngay là tu sĩ Việt Nam. Nhìn sâu một chút nữa thì tu sĩ Việt Nam, nhưng mà thầy này nó thuộc Bắc truyền, rồi thầy kia nó thuộc về Nam truyền Kinh, Nam truyền Khmer, rồi thầy kia là thuộc về Nam truyền của Khất sĩ.
mặc dầu cái kiểu dáng khác nhau nhưng màu sắc là một. Mà cái này thì là gần đây là được sự chỉ đạo và giao phó của Hội đồng trị sự Hòa thượng Chủ tịch, thì Ban Văn hóa đã thực hiện được cái việc này rồi. Chúng tôi đã thành lập một cái ban mà đi khảo sát và thi thực, đi tiếp cận với các tu sĩ, các ban trị sự của các cái vùng miền miền Bắc, miền Trung, miền Nam, và đã tiếp cận với các cái hệ phái khác nhau. Thì cuối cùng là qua những các cái tìm hiểu, qua cái bàn bạc, rồi thống nhất là chọn cái màu này là cái màu vàng chung cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các cái diễn đàn quốc lễ và quốc tế lễ. Đây cũng là một cái mà hết sức thành công của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, mà đặc biệt là rất vinh dự cho Ban Văn hóa là người là đơn vị được giao trực tiếp thực hiện cái việc này, đã đi khảo sát và đã lấy ý kiến, và các cụ đều chọn cái màu này là cái màu chung cho quốc lễ và quốc tế lễ. Dạ, như vậy là mình đã có áp dụng vào cái ngày đại hội Phật giáo vừa rồi đúng không ạ? Dạ vâng. Thế thì là sau khi cái ngày 4 tháng 4 năm 2015 thì sau khi trình cái ý tưởng của Ban Văn hóa, Ban Văn hóa đệ trình cái chương trình 4 đề án này lên Hội đồng trị sự. Hội đồng trị sự là phê duyệt, đồng ý cho Ban Văn hóa được thực hiện cái 4 đề án này và giao cho Ban Văn hóa xây dựng cái đề án định hướng đặc trưng văn hóa Phật giáo Việt Nam về 4 khía cạnh là di sản này, ngôn ngữ này, pháp phục và kiến trúc, trên tinh thần là văn hóa Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đó là cái đề án ấy mà Ban Văn hóa trình với Hội đồng trị sự, rồi và trên tinh thần là xây dựng một cái đề án như vậy á, thì đã được Hội đồng trị sự giao cho Ban Văn hóa phải liên kết với một số ban ngành viện trung ương. Ví dụ như cái pháp phục này thì phải nó liên quan rất nhiều đến cái quản lý của Ban Đặc sự Trung ương, và cũng có một phần ở bên nghi lễ nữa. Cho nên khi thực hiện cái này, trước khi thực hiện cái này thì Hội đồng trị sự giao cho Ban Văn hóa được phép chủ trì, thay mặt cho Hội đồng trị sự chủ trì 4 cái đề án này, nhưng phải liên kết phối hợp với các ban ngành viện trung ương để có một cái sự thống nhất. Đấy, khi mà nhận được cái cho phép đó thì Ban Văn hóa đã thống nhất với lại Ban Đăng sự và Ban Nghi lễ. Khi đó là Quý Hòa Thượng đại diện cho lãnh đạo Ban Đăng sự, đại diện cho Ban Nghi lễ, đồng ý, hội ý với nhau là giao cho Ban Văn hóa là người chủ trì. Cái bộ phận nào có liên quan đến Ban Nghi lễ thì mời Ban Nghi lễ xin ý kiến. Còn cái bộ phận nào mà có liên quan đến Ban Đăng sự thì mời Ban Đăng sự cho ý kiến. Thế là Ban Văn hóa là chính thức được thực hiện cái đề án này. Sau đó là tháng 6 năm 2015 thì Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Hiền Nhơn là người có ký quyết định giao cho Ban Văn hóa để thực hiện cái đề án này. Rồi Ban Văn hóa lại tiếp tục triển khai các cái nhiệm vụ của mình. Để đến tháng 10 năm 2015 thì Hòa Thượng Thích Trung Hậu, trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao cho Thầy Thọ Lạc là chủ nhiệm 4 cái đề án này. Tuy nhiên giao cho mấy vị phó như Hòa Thượng Hải Ấn chịu trách nhiệm đặc trách về vấn đề ngôn ngữ, còn Thượng tọa Minh Hiền phụ trách về kiến trúc, và cư sĩ Trần Đình Sơn phụ trách về vấn đề di sản, còn Thầy Thọ Lạc là chịu trách nhiệm chính về vấn đề pháp phục. Tuy nhiên cả 4 cái đề án này thì các Hòa Thượng đều nhất trí giao cho Thầy Thọ Lạc là chủ nhiệm. Chủ nhiệm, rồi chủ động ký kết với tìm các đối tác của mình để mà phối hợp thực hiện 4 cái đề án này. Thì khi đó là Thầy Thọ Lạc đã mời Viện Ngôn ngữ thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học phối hợp với Ban Văn hóa thực hiện cái đề án ngôn ngữ, còn mời Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp với cái đề án kiến trúc để thực hiện cái đề án kiến trúc Phật giáo Việt Nam, và mời Hiệp hội Dệt may và Hiệp hội Da giày phối kết hợp thực hiện cái đề án pháp phục, và mời Viện Bảo tồn Quốc gia phối hợp với đề án di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam, mà chúng tôi đã có cái thay mặt cho Ban Văn hóa đã ký kết phối hợp và liên kết với nhau thời gian rất là cho đến bây giờ, thì các cái ban ngành viện đó vẫn đang đồng hành cùng với Văn hóa. Từ năm 2015 đến 2016 cho đến 2017 thì chúng tôi đã có một cái đợt đi khảo sát tất cả các vùng miền, rồi đã đi tham kiến tất cả những ý kiến của các hòa thượng,
các ban trị sự các tỉnh thành cũng như là các hệ phái, do đó là đã thống nhất với cái tinh thần về bốn cái đề án, thực hiện bốn cái đề án này và cũng nghiên cứu từng vùng miền một. Thì đặc biệt là cái pháp phục này thì có lẽ là một trong hai cái đề án này thực hiện là nhanh nhất. Dạ. Có lẽ là trong bốn cái đề án thì đề án pháp phục là cái đề án là được thực hiện là kết quả nhanh chóng nhất. Còn cái đề án ngôn ngữ thì cho đến bây giờ thì chúng tôi mới ra mắt được một cái kinh tụng chung, đó là kinh chuyển pháp luân. Yeah. Cái kinh đó cũng là một cái kinh xem như là được tụng trong các cái diễn đàn quốc lễ và quốc tế lễ. Yeah. Là một cái bài kinh mà sau khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật đã nói ra cái bộ kinh này đầu tiên, mà nó rất ý nghĩa, xúc tích, mà nó đã truyền tải được cái tinh thần tư tưởng cả Bắc truyền, cả Nam truyền. Cho nên giáo hội cũng đã lựa chọn cái bài kinh này là cái bài kinh tụng chung cho các hệ phái cũng như là các vùng miền trong các diễn đàn quốc lễ và quốc tế lễ. Thưa Thầy, cho con hỏi là cái kinh đó thì có phải là cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật giảng ở ngay vườn đúng, Nai không? Đúng, đúng, chính xác. Kinh chuyển pháp luân. Kinh chuyển pháp luân. Mà nếu mà chị có cái dịp sang vườn Nai á, thì chị thấy rằng người ta phiên dịch cái bài kinh đó ra bằng rất nhiều các ngôn ngữ khác nhau. Thế giới, Phật giáo thế giới rất trân trọng cái lời dạy đầu tiên của Đức Phật. Nó bao hàm cái ý nghĩa rất xúc tích, nhưng mà nó rất có ý nghĩa, nó bao trùm cái ý nghĩa tư tưởng của Đức Phật. Cho nên khi mà đi tham kiến ý kiến các vùng miền cũng như là các cái hệ phái thì các hệ phái đều thống nhất chọn cái kinh chuyển pháp luân, đưa rất nhiều kinh, kinh Bát Nhã này, rồi kinh Tam Bảo này, rồi kinh Phúc Đức này, rồi kinh Di Giáo này, rồi các kinh. Nhưng mà thấy thứ nhất là cái ý nghĩa của nó, cái thứ hai nữa là cái thời lượng mà tụng kinh cho các diễn đàn quốc lễ và quốc tế lễ thì các cụ nói là cái kinh này là vừa phải nhất. Nó vừa ý nghĩa và cái thời lượng của nó là vừa phải, độ khoảng 10 phút đến 15 phút cho các diễn đàn quốc lễ và quốc tế lễ. Cho nên cái kinh này được xem như là cái kinh ấy, là lựa chọn cho một cái khóa tụng chung cho quốc lễ và quốc tế lễ. Kinh này cũng được ấy, là áp dụng trong cái Đại hội Phật giáo lần thứ 8. Cái trước khi khai mạc có cái nghi lễ gọi là nghi lễ cầu gia bị ở tại chùa Quan Sứ cũng đã lấy kinh này để tụng. Mình áp dụng vô cái Đại hội Phật đại giáo hội. Rồi. Hai lần. Một lần thì trước khi vào khai mạc, một lần là trước khi Tấn Phong Đức Pháp Chủ, sau khi Tấn Phong Đức Pháp Chủ, rồi là bế mạc. Trước khi bế mạc thì đã tụng cái kinh chuyển pháp luân mà cả hội trường đều tụng vang lên là một cái giọng mà một cái quyển kinh bằng cái chữ ngôn ngữ của Việt. Cho nên là thấy nó rất linh thiêng mà nó rất ý nghĩa. Đấy, cho nên đây cũng là một cái việc làm mà của giáo hội là đã thống nhất được một cái bài kinh tụng. Mà bây giờ đã cái cuốn kinh này đã được in ra, mà đã in đến gần 10.000 cuốn kinh đấy và đã phát hành cho 63 tỉnh thành. Hiện nay là giáo hội đang mong muốn là lan tỏa phổ biến cái kinh này. Mỗi người con Phật dù là xuất gia tại gia thì chúng ta cũng nên học thuộc cái bài kinh này để khi chúng ta có cái diễn đàn quốc lễ và quốc tế lễ chúng ta có thể tụng chung với nhau. Bất luận nó là vùng miền nào, bất luận nó là hệ phái nào, thế làm Phật giáo Việt Nam, Phật tử hay là tu sĩ Việt Nam thì chúng ta đều có thuộc cái bài kinh này thì là hết sức ý nghĩa. Trời ơi, con nghe thầy kể mà con có thể tưởng tượng được cái không gian cái lúc đó của Đại hội Phật giáo rất là thiêng liêng khi mà mình đọc một cái bài kinh mà tiếng Việt, kinh chuyển pháp luân, rồi bên cạnh đó là về pháp phục là đồng bộ hết. Thưa thầy, là lúc đó là khoảng bao nhiêu vị đại biểu ạ? Khi đó là cái hội trường đó là có 1.200 tăng ni và đại biểu. Dạ, 1.200. Như vậy là rất là nhiều. Mình thấy một cái màu vàng phủ đầy hết, rất là thiêng liêng. Rất thiêng liêng. Con không biết được rằng là cái cảm giác của thầy lúc đó khi mà thầy thấy là đại chúng tăng ni Phật tử mặc cái màu đó, ngoài cái cảm giác sự thiêng liêng đó, thầy còn suy nghĩ cái điều gì nữa ạ? Cái đấy là nó thể hiện cái sự thiêng liêng, mà cái sự mầu nhiệm, mà cái sự trang nghiêm vô cùng, mà không những là chỉ thầy mà có lẽ là tất cả những người tham dự cái đại hội trong cái diễn đàn, cái giây phút đó phải nói rất rung động, trái tim của ai cũng rung động là nghĩ rằng Phật giáo Việt Nam đã có một cái ngôn ngữ, có một bài kinh chung cho tất cả mọi cái hệ phái, tất cả mọi người đều tụng được. Chứ mọi khi thì cũng mỗi khi chúng ta có một cái diễn đàn tập trung như thế, rồi các thầy Bắc truyền tụng một kiểu này, các thầy Nam truyền tụng một kiểu này, khất sĩ tụng một kiểu mà các kinh khác nhưng nhau mà, nhưng mà riêng cái diễn đàn này thì là hòa chung luôn, Bắc Trung Nam các hệ phái đều tụng một bài kinh, đều tụng một ngôn ngữ.
Yeah. Cho nên thiêng liêng vô cùng. Và cái màu vàng ấy, nó được ấy, là tất cả hội trường đều mặc cái màu vàng, cho nên thiêng liêng và nó ý nghĩa vô cùng. Nói đây là con cũng cảm thấy trong lòng mình đầy cảm xúc rồi. Con nghe thầy nói lúc nãy là mình phải chuẩn bị cái đề án từ năm 2015, rồi phải đi nghiên cứu này kia, mất thời gian khoảng 1-2 năm thì mình mới bắt đầu có thể phổ biến ra cái pháp phục cho tất cả mọi người, rồi đọc những cái bài kinh mà liên quan đến tiếng Việt. Con không biết nói sao, là một lần nữa con rất là cảm ơn thầy. Ngày hôm nay mà con nói chuyện, con chia sẻ, con nắm bắt được rất là nhiều những cái thông tin về cái văn hóa của Phật giáo Việt Nam, thì con cảm thấy rất là quý. Nhưng mà thầy, con cũng có một cái trăn trở là như thế này, là với cái sự hội nhập quá nhanh như ngày nay, xã hội của mình phát triển quá, rồi những cái văn hóa của nước ngoài cứ thế mà cứ tác động nhanh vào người Việt Nam. Phật tử của mình nói đúng ra là quý vị đi chùa cũng rất là nhiều, nhưng để hiểu cụ thể về văn hóa của Phật giáo Việt Nam thì thật sự là không có nhiều. Dạ, thì thầy có thể cho chúng con biết được rằng là những cái điểm để mà mọi người có thể nhận biết được cái nét văn hóa đặc thù trong cái pháp phục của Phật giáo Việt Nam mình so với các nước khác là như thế nào? Cụ thể trước tiên là đối với Trung Quốc đi. Tại vì nhạy cảm ở một điều là mình với Trung Quốc quá gần. Nhất là cái chiếc áo, y áo mà thầy đang mặc là cũng hay lẫn lộn với lại y áo của bên Trung Quốc, thì mình có thể phân biệt từ cái yếu tố nào thưa thầy? Có lẽ là cái áo như thế này thì Trung Quốc này, nếu chúng ta mới nhìn ra thì chúng ta nhìn thấy là giữa cái áo của Việt Nam và áo Trung Quốc nó giống nhau. Nhưng mà chúng ta nhìn vào sâu một chút thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta lựa chọn ra một cái màu đồng màu thì có lẽ là khi chúng ta mặc cái màu này lên một loạt như vậy thì chắc chắn là họ nhận diện đại sứ Việt Nam. Còn nhìn sâu vào cái y phục của Bắc truyền ấy thì là nó có một cái riêng. Ví dụ như cái cổ này, cái cổ này thì là ở Trung Quốc nó có ba lớp, lớp 1, lớp 2, lớp 3, là tượng trưng cho Tam Bảo. Còn đối với Việt Nam của mình là nó chỉ có một lớp thế này thôi, là tượng trưng cho Nhất Thừa, Đại Thừa Phật Giáo ấy. Và bên phía bên dưới này á, thì người ta có 12 cái gạch này tượng trưng cho 12 nhân duyên. Đấy, khi mà nhìn sâu vào thì chúng ta thấy rằng ở Trung Quốc là nó có 3 lớp ở trên cái cổ áo, nó có 3 lớp này, nó tượng trưng cho Tam Bảo, và dưới này là có 12 gạch tượng trưng cho 12 nhân duyên. Còn đối với Phật giáo Việt Nam ấy thì là chúng ta chỉ có một lớp như thế này tượng trưng cho Nhất Thừa. Đấy, nếu mà nhìn về chi tiết này, và đặc biệt gần đây ấy, là có rất nhiều người đã đến chùa mà rồi cũng không phân biệt ra giới phẩm của các thầy ở trong chùa như thế nào, cho nên họ cũng đưa ra rất nhiều câu hỏi và làm thế nào để phân biệt để là giáo phẩm hòa thượng, giáo phẩm thượng tọa và đại đức. Thì ban văn hóa cũng suy nghĩ và cũng bàn bạc và đưa ra một cái sáng kiến là đưa ra cái nếp áo như thế nào, nếp vải như thế này. Đây này, nếu mà một gạch ấy, thì là tượng trưng cho, cũng là ý tưởng của hòa thượng chủ tịch lần đầu tiên thưa hòa thượng ấy, hỏi ý kiến hòa thượng thì hòa thượng nói là có thể mình đưa ra những các cái gạch như vậy ấy, thì nó sẽ có cái sự phân biệt mà Trung Quốc thì không lộn được với Trung Quốc. Cái này là chỉ có Việt Nam mới có thôi chứ còn chúng không có. Thì cái này là một gạch là dành cho một cái nếp này ấy, là dành cho đại đức, còn hai nếp ấy, thì là dành cho thượng tọa, và ba nếp là dành cho hòa thượng. Kể cả cái tay áo này cũng thế, chúng ta có thể phát hiện ra cái này là phân biệt giới phẩm là từ chỗ này, một này, hai đấy, thì biết ngay là đây là cái tay vị này áo là thượng tọa, giống như cái tay cổ áo cũng giống như này. Ba cái nếp này có thể là có cái sự phân biệt là giới phẩm của Phật giáo Việt Nam. Vậy là quý ni sư cô cũng như vậy luôn, cũng như thế. Đấy, đối với ni trưởng thì ba cái nếp này, còn đối với ni sư thì là hai nếp. Và đối với lại sư cô thì là một nếp. Còn đối với các vị hình đồng và các vị ấy thì là sa di thì không có nếp nào cả. Thì đây cũng là một cái mà có thể là nó đưa ra. Khi mà nhìn sâu vào thì chúng ta có thể là để phân biệt giữa các sư Việt Nam và sư Trung Quốc thì chúng ta có thể là nhìn cái màu sắc áo này, màu áo này. Cái thứ hai là màu quý gạch này, cái ba là cái nếp ở trên này, này. Và cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta có thể là phân biệt được. Nhưng mà đấy còn là cái y mà để làm lễ thì sao? Áo cà sa. Áo cà sa thì thế này chị này. Áo cà sa thì đúng ra cái cà sa của Bắc truyền thì là giữa miền ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản thì nó cũng ảnh hưởng ở Trung Quốc rất là sâu đậm. Đặc biệt là xưa là truyền từ Trung Quốc đến thì là từ thời Đường. Việt Nam chúng ta là tiếp thu cái kiểu dáng y áo cà sa, còn áo cà sa là thời Đường. Nếu mà truyền thống đích thực của chúng ta là cái áo thời Đường. Mà hiện nay cái áo thời Đường ở Trung Quốc bây giờ nó mất gốc rồi, nó không còn gốc nữa.
mà từ thời Thanh, thời Nguyên, thời Thanh ấy, thì là họ căn cứ vào luật tứ Phật mà họ chế tác ra một cái cà sa. Cà sa bây giờ đã áp dụng cho toàn Trung Quốc và Đài Loan và một số nước. Còn đối với Việt Nam, truyền thống cà sa của Việt Nam ấy thì là nó chỉ có 3 y, không có 13, không có 13 điều, không có 15 điều và không có 17, 19, 21, 23 điều và 25 điều. Đấy, mà từ thời Thanh, thời Nguyên thì đã chế tác ra các cái điều khác nhau. Còn đối với này, các cái căn cứ và luật của thời Đường và cái y pháp của thời Đường mà hiện nay là Thượng tọa Lễ Trang của mình, Phó Ban Nghi Lễ đang giữ một cái tấm y của thời Đường, Thượng tọa Tiến Đạt cũng đang giữ một cái y của thời Đường, Hòa Thượng Thích Quảng Tùng Phó Chủ tịch cũng đang giữ một cái y này, mà chính thầy cũng đang giữ một cái y của Đức Đệ Nhất Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó chính là cái y truyền thống của Phật giáo miền Bắc mình, mà cái y đó chính là cái y truyền thống của dựa trên cái quấn luật của thời Đường, mà đó chính là cái truyền thống của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta mặc những các cái cà sa đó mà ra Trung Quốc ấy, thì Trung Quốc nó nói là cái tấm y, tấm cà sa này là tấm cà sa của Việt Nam. Còn nếu chúng ta mặc cái y mà theo cái thời Thanh ấy, thời Nguyên bây giờ sau này ấy, thì sang đấy người ta bảo là y này là y của Trung Quốc. Chúng ta rất giống y nhưng của Trung Quốc. Nhưng mà thầy có thể cho chúng con biết được rằng là nó cụ thể nó khác ở cái điểm nào không thầy? Tại vì tụi con vẫn chưa có mường tượng ra được. Từ vì như là cái y của thời Đường ấy thì nó có ba loại y thôi, ngũ điều, thất điều và cửu điều, mà nó chỉ có ba cái thiếp ở trên, ba cái ô ở trên đấy, rồi nó có một cái nút để mà có hai cái cách có thể mặc, một là mặc theo cái kiểu chúng ta cài như thế này, hai là mặc theo cái kiểu như Phú Kiên tức là quàng lên vai này, xong rồi các cụ thắt hai cái đó vào. Đó là có hai cái cách. Con thấy ít mặc theo cái kiểu đó. Cái kiểu đó thì thường là các cái địa phương mà mùa đông nó lạnh thì thường các cụ hay choàng cái này và các cụ buộc như thế, rồi các cụ ngồi thiền cho nó dễ. Nhưng mà hầu như gần đây là chúng ta không áp dụng cái đó, và đặc biệt gần đây những như là các cái cà sa ở phía miền Nam, miền Trung thì chịu ảnh hưởng của cái y của thời Thanh, thời Nguyên nhiều. Thì các cụ truyền trực tiếp từ Trung Quốc sang miền Trung và miền Nam, cho nên là cái y nó dài so với cái cánh tay của chúng ta, mỗi lần là chúng ta đắp vào chúng ta phải gấp lên. Còn y của thời Đường là nó chỉ tới đây thôi. Nó chỉ nó ngắn như thế này. Và nó chỉ có bốn cái thiếp ở trên cái tấm cà sa. Có bốn cái tấm thiếp như thế thôi. Mà cái nguyên tắc của cái y của thời Đường ấy thì cho rằng là trên là áp xuống này, rồi giữa là hướng ra, trên hướng xuống, giữa hướng ra, mà chỉ có 5 điều, 7 điều, 9 điều, chứ không có những các cái điều lớn như là 13 điều, 15 điều đến 25 điều như là thời Thanh, thời Nguyên. Và cái ý của thời Đường ấy, nó có cái đặc trưng là nó rất là nó lỏng như thế này, nó võng xuống như thế này, cho nên ngày xưa các tổ của chúng ta là đắp những cái ý của thời Đường ấy, trông nó rất yểu điệu và rất đẹp. Nó mềm mại chứ không phải như cái y chúng ta thắt sát lên đây này. Sát lên đây chúng ta cảm nhận nó là cái y nó không bị tột mà nó chắc chắn, nhưng mà thực ra thì nó lại có một cái trông nó lại không yểu điệu, cứng mà nó thầy. Không trang nghiêm lắm. Cái thứ hai thì chúng ta này, khi mà đắp như vậy lên tận đây rồi thì là cái y của nó dài, chứ phải gấp đi ba gấp này, mà khí hậu Việt Nam chúng ta lại nóng nữa là gấp ba gấp, mà vừa là tốn vải mà vừa nóng, và rồi khi mà tụng chúng ta không khéo là chúng ta lại hay dẫm vào những các cái y như thế. Tức là cái pháp phục đó bây giờ miền Trung vẫn còn xài thầy? Miền Bắc. Miền Trung, miền Nam thì đại đa số hiện tại bây giờ đang xài cái y theo kiểu thời Thanh, thời Nguyên. Còn chỉ miền Bắc bây giờ cũng ảnh hưởng rất nhiều. Chỉ có những các cụ cổ ngày xưa là các cụ còn duy trì những cái pháp như thế. Mà có lẽ là theo ý kiến của Ban Nghi Lễ và Ban Văn Hóa là thống nhất là lên chọn cái y đó làm cái y truyền thống của Việt Nam. Thì chúng ta sẽ giữ được cái khác biệt của giữa cái y phục của lễ phục cà sa của Việt Nam cũng như là của Trung Quốc. Thầy cho con hỏi ngoài lề một chút xíu, là tại vì con thấy rằng là có cái áo cà sa ở bên Trung Quốc là màu đỏ là sao thưa thầy? Thì đối với Trung Quốc thì ngoài cái y mà mặc thông thường thì nó có những cái y đặc thù. Những cái y đặc thù là được ứng dụng trong các cái đại lễ hoặc là ứng dụng trong cái chủ đàn pháp sự.
khi các hòa thượng lên chủ đàn pháp sự là thường các cụ mặc cái tấm y đỏ, để rồi đội cái mũ thất Phật, để đội những các cái mũ rất đặc trưng về mặt nghi lễ để các cụ lên thực hiện cái chủ đàn pháp sự. Còn thông thường các tu sĩ là cũng chỉ có ba tấm y mà thôi. Thì đấy là cái tấm y dành cho các cái vị mà hết sức đặc thù. Mà hiện nay Ban Văn hóa cũng đang nghiên cứu cái đề tài này. Chọn ra một cái y đặc biệt dành cho hòa thượng pháp chủ. Y đặc biệt thứ hai là dành cho hòa thượng phó pháp chủ, và y đặc biệt thứ ba là dành cho các vị pháp sư khi đi hoằng pháp giảng pháp. Và có ba cái loại y là y dành cho hòa thượng khi làm chủ đàn pháp sự, và y phục dành cho thượng tọa khi lên làm chủ đàn pháp sự, mà y dành cho các vị đại đức lên chủ đàn pháp sự, là có cái sự phân biệt rất rõ mà chúng tôi đã xây dựng ở trong một cái đề án của Ban Văn hóa. Ví dụ như hòa thượng lên làm chủ đàn pháp sự thì mặc cái tấm y, rồi có cái họa tiết là cái hoa sen này, rồi cái bát cái tường này, đội mũ hợp trưởng này, rồi các thượng tọa thì cũng mặc cái áo cái có cái văn họa tiết khác nhau, rồi đội cái mũ thất Phật. Còn đối với này các đại đức lên làm chủ đàn pháp sự thì có thể là cũng có cái họa tiết chữ án khác nhau, rồi cái mũ thì là dùng cái mũ tỳ lư, rồi cộng thêm với cái ngũ Phật để có cái sự phân biệt. Khi chúng ta nhìn vào cái mũ hợp trưởng thì chúng ta biết ngay là vì đây là vị hòa thượng đang thực hiện cái nghi thức là chủ đàn pháp sự. Khi mà chúng ta nhìn thấy vị đội cái mũ thất Phật thì chúng ta biết ngay là đây là vị giáo phẩm của thượng tọa. Và cái vị đội cái mũ tỳ lư rồi cũng có khi là phải thêm cả cái chi tiết là ngũ phương ngũ Phật nữa, thì chúng ta biết ngay đây là một vị là đại đức, giáo phẩm đại đức lên làm chủ đàn pháp sự. Đó chính là cái sự phân biệt giáo phẩm của trong Phật giáo. Thông qua những các cái hình thức lễ phục như thế thì chúng ta có thể phân biệt rằng giáo phẩm của các vị đến đâu. Hay quá thầy ơi. Tức là khi mà con nghe như vậy con cảm thấy rất là vui. Con nghĩ rằng là nếu mà quý vị Phật tử mà theo dõi thì cũng sẽ vui nhiều hơn nữa. Bởi vì giải tỏa được những cái thắc mắc trong mọi người mỗi khi đến chùa. Không biết rằng là xưng hô với lại quý thầy thì thường là gọi bằng thầy thôi, nhưng mà không biết những cái giáo phẩm của các thầy như thế nào. Thầy là đại đức hay là thượng tọa hay là hòa thượng, những cái tấn phong đó thì Phật tử hoàn toàn không biết. Thì đây cũng là một trong những cái nhân duyên lành mà mình có một cái pháp phục mà đồng nhất cho Phật giáo Việt Nam, mà bên cạnh đó còn giúp cho Phật tử có thể biết được những cái vị thầy của mình ở cái thế thượng phong như thế nào, để mình có thể là mình cung kính, rồi mình suy tôn và mình cũng như là mình ngưỡng vọng đến. Thưa thầy, nãy giờ thì nói về cái vấn đề phân biệt những cái điểm nó cũng rất là cụ thể. Cái pháp phục bình thường phục nó cũng khác đấy chị. Còn một số cái thường phục nó cũng có nét riêng của mình. Dạ thưa thầy, nếu mà nói riêng thì con nghĩ rằng nó sẽ có rất là nhiều chi tiết để mình nói. Vậy bây giờ thầy thôi thì đặc biệt ở cái pháp phục là như vậy, con nghĩ Phật tử cũng có thể hiểu được đôi chút. Thầy có thể cho chúng con biết được rằng là khi mà mình làm những cái pháp phục này thì mình dựa vào những cái nét đặc sắc về bản sắc văn hóa của Việt Nam mình như thế nào để mình áp dụng vào trong cái pháp phục, đúng không thầy? Những cái điểm nổi bật của bản sắc văn hóa Việt á. Thì có lẽ là chúng ta cái thường tất cả các cái văn hóa của Phật giáo, khi Phật giáo đến một đất nước nào thì đều tiếp thu bởi cái phong tục tập quán cũng như là lối sống của cái văn hóa của địa phương, vùng miền. Cho nên kể cả cái vấn đề như là thường phục của Phật giáo Việt Nam cũng thế thôi. Tại sao ở miền Bắc là họ các tu sĩ là thường, nếu cái áo truyền thống của Phật giáo phía Bắc ấy, chính là cái áo bà ba, và ở phía miền Nam cũng mặc cái áo bà ba, là đó chính là cái áo thường phục truyền thống của các thầy ở phía Bắc và phía miền Nam. Còn phía Trung thì về sau này các cụ sáng tạo ra một cái gọi là cái áo gọi là áo Nhật Bình. Cái áo Nhật Bình. Cho nên mấy cái áo này thì có lẽ là cái áo đặc trưng, cái thường phục là cái áo đặc trưng của Phật giáo Việt Nam. Mà cái áo đặc trưng của Phật giáo Việt Nam này thì nó cũng xuất phát từ cái văn hóa dân gian. Ngày xưa các cụ của chúng ta ở dân gian cũng mặc cái áo tương tự như thế. Nhưng mà khi vào Phật giáo thì các cụ có thể chế tác đi một tí, nó khác đi một tí. Và các cụ rất linh hoạt trong các cái thời tiết. Ví dụ như cái áo bà ba mà mặc cho mùa hè thì cổ nó thấp một tí, mà khi mà mùa đông thì chúng ta làm nó cổ nó cao lên một tí. Khi mà mặc vào cái áo bà ba cũng như là áo bạch hò và áo Nhật Bình ấy, thì có lẽ là Trung Quốc không có cái áo này. Cái ba cái áo thường phục này thì chính là nó xuất phát từ những các cái văn hóa
của những người dân ở địa phương đó người ta thường mặc, rồi các thầy chế tác ra màu sắc cũng như là dựa trên cái tinh thần những cái áo của dân tộc Việt Nam của chúng ta chế tác là... tìm ra một cái y phục riêng cho quý thầy. Tức là, dạ con xin lỗi, con phải ngắt lời thầy ở đây để con hỏi tiếp là con sợ con quên. Tức là mình lấy những cái y phục gọi là bản sắc văn hóa của Việt Nam, ví dụ như miền Nam thì có áo bà ba, rồi miền Bắc cũng thế miền Bắc, nhưng mà cái... miền Trung là có áo bạch hò, nếu mà áo bạch hò miền Trung và miền Nam miền Bắc thì có áo bà ba. Áo bà ba là áo truyền thống đấy, áo truyền thống của miền Bắc đấy. Sao con nghe là áo gì ta, áo tứ thân hả thầy hả? Đấy là tư thân, áo tư thân là áo dài, áo tư thân là áo dài. Dạ. Áo dài thì cái áo dài của chúng ta cũng xuất phát từ đó. Dạ. Ngày xưa người ta gọi là áo nương đấy, nó cũng xuất phát từ cái áo tràng của chúng ta đấy, áo tư thân đấy. Dạ. Và áo tư thân là áo dài. Dạ. Áo dài của chúng ta là cũng xuất phát từ đó đấy. Tức là mình dựa vào cái bản sắc chung về trang phục của mỗi vùng miền, xong mình tổng hợp lại rồi mình làm ra thành cái pháp phục Phật giáo Việt Nam mang bản sắc văn hóa Việt. Đúng đấy. Cho nên tất cả các cái văn hóa đều thế cả, kể ngay cả kiến trúc cũng vậy, và kể pháp phục cũng vậy thôi. Nó đều xuất phát từ cái văn hóa. Tại sao là cái kiến trúc miền Bắc khác miền Trung, khác miền Nam khác, cùng là Bắc truyền thôi. Nhưng mà miền Bắc lại xây cái kiến trúc là hơi khác miền Trung một tí, mà miền Trung hơi khác miền Nam tí. Khi mà nghiên cứu thì các thầy thấy rằng nó xuất phát từ cái nhu cầu cũng như là cái sinh hoạt dân gian khi bấy giờ. Nó hình thành lên mà dần nó phát triển dần lên. Cái y phục cũng thế thôi. Y phục nó cũng là được phát triển từ cái ý niệm ban đầu là từ dân gian, xong nó phát triển lên, nó hình thành là một cái pháp phục riêng của Phật giáo Việt Nam, cũng dựa trên cơ sở là cái pháp phục của dân gian, của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Vậy là con hiểu rồi. Như vậy là mình cứ tập trung vào ba vùng miền Bắc, Trung, Nam, xong rồi mình tổng hợp lại. Đúng rồi. Và mình mang cái bản sắc văn hóa Việt vào trong cái pháp phục Phật giáo Việt Nam. Đúng rồi, đúng rồi. Hay quá. Dạ thưa thầy, nếu và đặc biệt là thưa quý chị là gần đây Ban Văn hóa có chế tác ra một cái đái kia. Cái đái là rất đặc trưng, lát này sẽ giới thiệu cho chị biết. Cái đái đây là cái đái mà quý thầy mang. Các thầy mang thì có rất nhiều các cái đái của Phật giáo. Dạ, đúng rồi. Nó cũng thấy đa phần là cũng tương đồng nhiều, có những cái thì bánh xe chuyển pháp luân, có những cái thì viết chữ chuyển pháp luân. Dạ sẵn có... thì nói luôn đi, cái đái của Việt Nam. Cái đái của Việt Nam ấy, nó được làm thêu dệt bằng cái chuồng một cột. Cái chuồng một cột thì chỉ có Việt Nam mới có. Hình ảnh chuồng một cột chỉ có Việt Nam mới có, còn nước ngoài không bao giờ có chuồng một cột. Đúng rồi. Nhìn vào cái chuồng một cột thì chị biết ngay là đây là tu sĩ Việt Nam. Nhìn vào đấy biết ngay là tu sĩ Việt Nam. Yeah. Đấy, và đặc biệt là trên là dấu Phật giáo Việt Nam, xuống dưới là Việt Nam Buddhist Sangha. Chắc chắn là ai cũng nhận diện ra đây là sư Việt Nam chứ không phải sư Trung Quốc nữa. Đấy là cũng là cái nét riêng biệt của Phật giáo Việt Nam. Và có lẽ đây là cái mà cái đái này là cái đái rất đặc trưng Việt Nam. Và vậy là pháp phục thì đái cũng sẽ liên quan đái đến pháp là, phục, còn là cái một gì khác nữa cái liên quan đến pháp phục đái này, rồi kể cả cái giày dép. Giày dép vậy, giày dép các thầy cũng đi nghiên cứu ở các cái pho tượng khảo cổ, từ các pho tượng thời Lý này, thời Trần này, thời Lê này, thời Nguyễn này, và đến hiện đại và quá khứ các cái bậc tiền bối của chúng ta, các vị tổ của chúng ta đeo cái giày như thế nào, cái dép như thế nào, thì chúng ta cũng là chế tác nó ra thành một cái dép có một cái nét riêng. Mà gần đây thì hầu như các tu sĩ của chúng ta là cũng đi cái dép mà là dép thông thường của ngoài xã hội, chứ không có cái riêng của Phật giáo Việt Nam đâu nhé. Nhưng mà thêm cái nữa là không phải là dép ở ngoài xã hội mà còn dép bên Trung Quốc. Đấy, dép Trung Quốc. Đó, thưa chị, là cho nên là gần đây là giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Văn hóa Phật giáo Việt Nam cũng rất là may mắn gặp được cái hiệp hội diệt may. Và cái hiệp hội diệt may là cái hiệp hội mà nó coi tất cả các công ty về may mặc, về vải vóc, về may mặc trong nước và ngoài nước. Và cái hiệp hội da giày là cái hiệp hội cũng là cái hiệp hội lớn nhất, quản hết tất cả về vấn đề là giày dép của Việt Nam. Mà họ là những cái đơn vị hết sức là thương hiệu, đang được quốc tế đánh giá rất cao. Cho nên là may mắn cho giáo hội nói chung và Ban Văn hóa nói riêng là rất may mắn được hợp tác với cái hiệp hội dệt may Việt Nam, cũng như là hiệp hội da giày Việt Nam. Là hai cái đơn vị là luôn luôn đồng hành và hỗ trợ cho cái ý tưởng của Phật giáo cũng như là văn hóa Phật giáo Việt Nam. Cho nên mình cũng đưa ra một số cái mẫu mã hết sức là thuyết phục, và đặc biệt là các cái màu sắc cũng như là cái chất liệu, chúng ta muốn cái chất liệu như thế nào, mát hay là nóng, ấm hay là như thế, là mềm mại hay như thế nào,
họ cũng có thể đưa ra được, kể cả những cái giày dép họ đưa ra rất nhiều những mẫu mã. Thì ở trong cái đề án chúng tôi cũng đã đề cập khi nào chúng ta cũng có thể đi sâu vào từng các cái ngoài cái lễ phục ra thì còn các cái phụ kiện của Phật giáo như là cái đái này, giày dép này, rồi những các cái trang phục bên trong này, rồi kể cả vấn đề là cái vali của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng chế tác cho các tu sĩ riêng có cái chùa một cột ở trên, rồi chúng ta đặc biệt là các sư của chúng ta thì nó có cái ngăn để những cái đồ bình thường, có cái ngăn để những cái ba cái tâm pháp. Thường các tu sĩ của chúng ta đi ra nước ngoài hoặc là đi du lịch xa thì bao giờ cũng phải là có ba tâm pháp đi kèm. Cho nên chúng ta có cái ngăn để cho những cái tâm pháp nó trang trọng thiêng liêng hơn, rồi những cái kia để các cái đồ vật khác ở bên dưới. Thì trời, đấy cũng là một cái là quá hay thế này. Dạ, con nghe mà con hoan hỉ luôn á. Dạ, vâng. Dạ. Đấy, nhưng mà không biết rằng là cái về giày dép rồi những cái như thầy nói phụ kiện đi kèm theo rồi vali nữa thì khi nào mình mới triển khai được ạ? Triển khai rồi. Hôm nay là Ban Văn hóa chính thức là đã kết thúc cái chương trình, cái giai đoạn nghiên cứu và trình hội đồng trị sự phê chuẩn. Và cái pháp phục này sau khi hội đồng trị sự chuẩn y thì sẽ phổ biến cho tất cả các tăng ni và Phật tử cả nước có thể áp dụng những các cái pháp phục, lễ phục cũng như là các cái phụ kiện liên quan đến pháp phục của Phật giáo. Sẽ như là vali này, rồi những các cái trang chuối thì bên sao trong này. chuối thì chưa nghiên cứu nhưng mà chắc chắn là cái này cũng sẽ nghiên cứu rồi cho đồng bộ luôn, giày dép này, rồi đái này, rồi tất cả những các cái phụ kiện đấy thì cũng đã đóng thêm một cái quyển, hôm nay đã chính thức là đệ trình với hội đồng lịch sử và hòa thượng chủ tịch. Chắc là ngày 1, ngày 2 này quý ngài sẽ nghiên cứu và các ngài sẽ phê chuẩn là chuẩn y. Nếu các ngài chuẩn y thì có lẽ là sau khi chuẩn y thì có lẽ là Ban Văn hóa sẽ làm một cái bước nữa, đó là lan tỏa, tức là phổ cập cái hội đồng trị sự đã để phê chuẩn cho tăng ni và Phật tử toàn quốc. Trời ơi, chị là không phải, thưa chị, không phải là cái pháp phục dành cho các tu sĩ mà kể cả các cư sĩ cũng đã có một cái pháp phục riêng. Dạ, con cũng đang tính hỏi là bây giờ về pháp phục của cư sĩ thì như thế nào, cư sĩ Phật tử. Cư sĩ thì thưa chị là cái cư sĩ thì đối với các cư sĩ nam cư sĩ thì mặc áo màu nâu, còn nữ cư sĩ thì mặc áo màu lam. Và đối với này, nữ cư sĩ của Nam Tông ấy thì ngày xưa thì họ có rất là nhiều màu hồng này, rồi màu trắng này, rồi màu ngà này, có tất cả là 7, 8, 9 cái màu cơ. Nhưng mà vừa rồi cũng thống nhất với này các hòa thượng bên hệ phái Nam Tông Kinh ấy là chúng ta nên lựa chọn đó là cái màu lam khói hương theo như Bắc truyền. Thì các cụ cũng đã thống nhất là các cái pháp phục sắc phục cho các cái nữ cư sĩ cái màu trắng. Còn trắng. Cái nữ tu sĩ thì màu lam. Còn đối với này cư sĩ nữ thì là mặc áo màu trắng, còn đối với này bên Bắc truyền của mình thì nam cư sĩ là mặc áo màu nâu, còn nữ cư sĩ là màu lam, lam khói hương. Thưa thầy, tại sao nữ không được mặc màu nâu? Từ vì nữ thì có lẽ mặc màu lam thì nó phù hợp hơn. Nhẹ nhàng đối với Phật giáo thì nó ba cái màu, màu vàng thì dành cho các thầy thôi. Còn màu nâu với này màu lam thì nên dành cho cư sĩ thì nó phù hợp hơn. Đối với màu nâu thì nó có vẻ già dặn cứng cáp hơn, còn nữ thì màu lam thì nó phù hợp hơn. Nó yểu điệu mềm mại hơn. Dạ thưa thầy, tức là cái nâu, cái lam, cái trắng là dành cho cư sĩ. Mà cái đó là cũng thuộc dạng là may theo cái dạng áo tràng luôn đúng không ạ? Áo tràng luôn. Áo tràng truyền thống Việt Nam. Cũng theo Phật giáo Việt Nam. Đấy. Còn riêng ở bên chỗ cái áo mà cư sĩ mặc áo màu trắng thì nó rất là giống với lại cái áo truyền thống của nữ Việt Nam. Họ là có cái cổ tròn như thế này. Thì họ chọn cái hướng như thế. Thường phục thì nói tóm lại, thường phục là mặc áo mặc bên trong áo cộc. Khi chúng ta lễ thì chúng ta mới mặc áo tràng thôi. Lễ chúng ta mặc áo tràng, còn bình thường chúng ta vẫn có thể sử dụng những các cái mẫu áo bà ba này, áo vật hò này, áo vật hò và áo bà ba thì chúng ta cũng có thể mặc những cái áo như thế, cũng không có vấn đề gì. Thường phục thì nó tăng ni với Phật tử có lẽ là cũng không có gì cần phải khác biệt lắm. Sẵn con cũng xin hỏi ý thầy luôn là tại vì con thấy có một số Phật tử thì mọi người vẫn hay mặc cái áo Nhật Bình giống như là của quý thầy quý cô thì cái đó có nên không ạ?
không, áo Nhật Bình á. Dạ. Áo Nhật Bình thì đúng ra nó xuất phát từ Huế. Ngày xưa là quý hòa thượng là chế tác cái áo đó để cho các vị sa di mặc. Dạ. Cho nó gọn gàng. Dạ. À, đấy, cho nên đấy cũng là một cái hết sức đặc trưng. Dạ. của Việt Nam. Đấy là pháp phục Việt Nam. Vậy là con nghĩ là Phật tử mình không nên mặc cái áo đó, bởi vì áo dành cho các vị sa di thôi. Còn đấy, cái các vị sa di và hình đồng mặc cái đấy thì nó phù hợp hơn. Dạ. Còn đối với để chúng ta có thể mặc cái áo ở ba thì rất phù hợp với các Phật tử. Dạ con thưa thầy, cụ thể như là gần đây thì có một cái việc như thế này. Có một cái anh chàng ảnh mặc cái áo Nhật Bình của quý thầy. Và đầu của ảnh thì theo một cái style là không có tóc. Rồi ảnh chạy ra ảnh đi chợ. Mà nếu ảnh đi một mình thì cũng không có gì đáng nói đi. Cái này là ảnh chở vợ của ảnh đi. Cho nên là rất là nhiều người ta nhìn thấy cái hình ảnh đó phản cảm. Và nó gây một cái làn sóng dư luận không tốt về hình ảnh của Phật giáo Việt Nam. Thì thông qua cái sự việc này thì con cũng xin thỉnh ý của thầy để có cái lời chia sẻ cũng như là lời khuyên cho quý vị Phật tử ạ. Chính như thế là cho nên là chúng ta cần phải có những các cái sắc phục riêng cho tu sĩ. Ngay cả tu sĩ như Tăng cũng riêng mà Ni cũng riêng. Như là Chư Tăng là đối với hòa thượng thì mặc áo từ bên trong đến bên ngoài, từ trên dưới là đều là áo màu vàng. Còn đối với các thượng tọa, đại đức và các cái sa di hình đồng cũng như là các cư sĩ nam đều mặc áo màu nâu. Các cái nữ tu sĩ đó là các cái vị ni, thì là các từ ni trưởng thì và đến các ni sư, sư cô, đến các vị sa di hình đồng, kể cả các cư sĩ là cũng mặc áo màu lam. Thì giữa nam với nữ, giữa tăng với ni là có cái sự phân biệt về mặc màu sắc. Còn đối với này giữa tu sĩ với cư sĩ, chúng ta cũng cần phải có đưa ra một cái mẫu mã, mẫu hình nó riêng biệt để cho người ta dễ phân biệt. Cũng như là anh Ngọc vừa nói là có cái trường hợp một vị nam cư sĩ mà chở một vị nữ cư sĩ đi ra ngoài đường, mà cái vị đấy thì lại cũng là cạo đầu rồi lại mặc cái áo màu lam thì rất là giống tu sĩ, cho nên cũng đã bị nhiều người đã nhầm tưởng đó là các vị tu sĩ. Thì vô hình dung cũng những cái hình ảnh như thế cũng tạo lên một cái dư luận không tốt đối với Phật giáo, làm ảnh hưởng đến cái thanh danh cũng như là cái sự trang nghiêm của Phật giáo. Cho nên đối với lại các vị cư sĩ, khi chúng ta vào chùa chúng ta tu tập thì chúng ta mặc những các cái áo mà đã được giáo hội quy định, và đặc biệt là khi chúng ta đi ra bên ngoài thì chúng ta cũng phải chú ý cái điểm này, không có thì cũng bị những người khác họ nhầm hiểu. Dạ thưa thầy, như vậy thì Phật tử mà trong thời gian Vu Lan gần đây mà nếu mà muốn mua vải hay là mua áo để cúng dường thì mình có thể liên hệ những địa điểm nào cụ thể ạ? Sau cái buổi làm việc với lại Hiệp hội Dệt may và Tổng công ty May 10 và cái công ty Việt Tiến là cái người sản xuất ra cái vải này, thì chúng tôi sẽ cung cấp cho TV Online những cái địa chỉ mà chúng ta có thể liên lạc. Và rất là mong các cư sĩ trong cái mùa an cư kết hạ, cũng là cái mùa mà Chư Tôn Đức Tăng đi an cư tại một chỗ. Thông thường thì các đạo hữu Phật tử chúng ta thường có cái lễ dâng y, cũng như là các cái giới đàn thường tổ chức vào các cái mùa an cư này. Thì tôi cũng rất là mong các cái tỉnh thành cũng như là các quý đạo hữu Phật tử ủng hộ cho cái pháp phục, cái sắc phục của Phật giáo Việt Nam này nó sớm được phổ cập và lan tỏa. Thì mong các vị cũng sẽ trực tiếp liên lạc với các cái công ty đại diện cho Ban Văn hóa của Phật giáo để chúng ta thỉnh những các cái vải này, chúng ta thỉnh những các cái pháp phục mà người ta cũng làm sẵn để dâng lên quý thầy, để mong làm sao để cái pháp phục này là sớm lan tỏa. Đặc biệt vào những cái mùa an cư kết hạ này thì có lẽ là cái sức lan tỏa rất là nhanh. Nếu các đạo hữu Phật tử chúng ta ủng hộ cho cái đặc trưng văn hóa Phật giáo Việt Nam về pháp phục này á, thì mong các đạo hữu Phật tử chúng ta cũng lên tạo điều kiện tìm những cái địa chỉ mà Ban Văn hóa đang là đại diện cho Văn hóa để thực hiện cái việc này, liên lạc để thỉnh, để dâng y trong cái dịp này. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái sức lan tỏa và phổ cập về cái pháp phục và sắc phục Phật giáo Việt Nam thì nó sẽ lan tỏa một cách rất nhanh chóng.
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý vị Phật tử, hy vọng rằng trải qua khoảng thời gian tọa đàm được lắng nghe Thượng Tọa chia sẻ thì chúng ta cũng hiểu hơn nhiều về vấn đề pháp phục của Phật giáo Việt Nam, cũng như là cẩn trọng cân nhắc trong chính mình trong cái việc sử dụng pháp phục. Chúng con thành tâm cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và hy vọng sẽ gặp lại quý vị sớm trong chuyên mục này ở thời gian sắp tới, trong phần chia sẻ về vấn đề kiến trúc và ngôn ngữ của Phật giáo Việt Nam.